Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Cảm ơn quý phụ huynh, các em học sinh đã theo dõi và ủng hộ kênh 123 học tốt trong thời gian qua. Hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà trong thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh cúm corona. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện 4 bài tập giúp cho các con củng cố lại các phép tính trong các bảng nhân chia đã học. Bên cạnh đó, các con chúng ta sẽ ôn tập củng cố lại phép tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, phép chia số có 3 chữ số với cho số có 1 chữ số. Bên cạnh đó thì các con chúng ta sẽ ôn tập về các đơn vị đo độ dài và giải toán có lời văn, giải toán hình học. Các con chúng ta hãy ghi chép các bài toán vào trong vở trắng và làm bài trong thời gian khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau khi các con chúng ta làm bài xong thì các con chúng ta hãy kiểm tra kết quả của mình bằng cách là tiếp tục theo dõi video của cô. Sau đây, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta làm bài và kiểm tra kết quả làm bài tập của mình nhé. Bài tập 1, tính nhẩm. Các con chúng ta hãy đọc các cái phép tính trong bài, nhớ lại các bảng nhân chia các con đã học. Sau đó chúng ta sẽ ghi kết quả vào trong các phép tính sao cho đúng. 7 x 7 bằng 49, các con viết 49. 8 x 8 bằng 64. 9 x 9 bằng 81. 4 x 7 bằng 28. 6 x 9 bằng 54. 2 x 7 bằng 14, 6 x 3 bằng 18, 3 x 5 bằng 15, 9 x 4 bằng 36, 5 x 7 bằng 35, 8 x 6 bằng 48, 7 x 8 bằng 56, 14 chia 2 bằng 7, 18 chia 6 bằng 3, 42 chia 7 bằng 6, 25 chia 5 bằng 5, 36 chia 6 bằng 6, 24 chia 8 bằng 3, 54 chia 9 bằng 6, 32 chia 8 bằng 4, 42 chia 6 bằng 7, 81 chia 9 bằng 9, 48 chia 6 bằng 8, 16 chia 4 bằng 4. Các con chúng ta vừa theo dõi và kiểm tra kết quả bài tập số 1. Các con xem là các con đã làm đúng chưa? Bạn nào chúng ta còn làm chưa đúng thì các con cố gắng chúng ta sẽ ôn lại các bảng nhân chia đã học. Và chúng ta phải học đọc sao cho thật là thuộc để khi các con gặp các phép tính nhân chia thì các con chúng ta sẽ thực hiện tính nhanh và đúng. Tiếp theo, mời các con chúng ta theo dõi và kiểm tra bài tập 2. Bài 2, đặt tính rồi tính. A. 186 x 5, 146 x 6, 249 x 4, 291 x 3. Đây là các phép tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Nhiệm vụ của các con là chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc, sau đó chúng ta sẽ thực hiện tính kết quả. Các con đặt tính theo cột dọc, viết số 186 và viết 5 bên dưới số 186, viết phép nhân giữa hai số và gạch một gạch ngang dưới hai số. Thực hiện phép tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, các con thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 8 bằng 40, nhớ thêm 3 bằng 43, viết 3 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9, viết 9. 146 x 6, các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện tính 6 x 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3.
6 x 4 bằng 24, nhớ thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 6 x 1 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. Phép tính 249 x 4, các con đặt tính theo cột dọc. Thực hiện tính 4 x 9 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 4 x 4 bằng 16, nhớ 3 bằng 19, viết 9 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. Phép tính 291 x 3, các con đặt tính theo cột dọc. Thực hiện tính 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, nhớ 2 bằng 8, viết 8. Chúng ta vừa thực hiện xong phần bài tập A. Tiếp theo các con chúng ta thực hiện phần bài tập B. Phần B là các phép tính chia các số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Các con chúng ta thực hiện phép tính 950 chia 2. Các con đặt tính theo cột dọc. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện tính. Khi thực hiện tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta sẽ lấy từng số để chia. Lấy 9 chia 2. Các con nhẩm bảng chia 2 và ước lượng thương. Trong bảng chia 2 không có số bị chia là 9. Có số bị chia nhỏ hơn 9 chia hết cho 2. Đó là 8 chia 2 được 4. Vậy 9 chia 2 sẽ được 4. Các con viết 4. Ở phần thương, chúng ta nhân ngược lại để tìm số dư. 4 x 2 bằng 8, trừ nhẩm 9 trừ 8 còn 1. Như vậy lần chia thứ nhất, 9 chia 2 được 4 và dư 1. Chúng ta hạ tiếp 5. Hạ 5 được 15. 15 chia 2 được 7. Viết 7. 7 x 2 bằng 14. 15 trừ 14 còn 1. Lần chia thứ 2, chúng ta cũng có 15 chia 2 được 7 và dư 1. Tiếp tục hạ 0. Hạ 0 được 10. 10 chia 2 được 5, viết 5. 5 x 2 bằng 10. 10 trừ đi 10 bằng 0. Chúng ta đã thực hiện xong phép tính đầu tiên. 950 chia 2 được 475. Chúng ta thực hiện phép tính 468 chia 4. Các con đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia. Lấy 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 được 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 được 4. 6 trừ 4 còn 2. Hạ 8 được 28. 28 chia 4 được 7, viết 7. 7 x 4 bằng 28. 28 trừ 28 bằng 0. Phép chia 468 chia 4 bằng 117. Chúng ta thực hiện tiếp phép chia 159 chia 5. Các con đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia. Lấy 1 chia 5 không được, chúng ta lấy 2 số là 15 chia cho 5. 15 chia 5 được 3, viết 3. 3 x 5 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 5 bằng 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4. Vậy phép chia 159 chia 5 bằng 31 và dư 4. Phép tính 220 chia 7. Các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện chia. 2 không chia được cho 7, lấy 22 chia cho 7. Chúng ta nhẩm bảng chia 7 để ước lượng thương. 22 chia cho 7 được 3, viết 3. 3 x 7 bằng 21. 22 trừ 21 được 1. Hạ 0. 10 chia 7 được 1, viết 1. 1 x 7 bằng 7. 10 trừ đi 7 còn 3. Như vậy phép chia 220 chia 7 được 31 và dư 3. Vậy trong 4 phép chia chúng ta vừa thực hiện thì có 2 phép chia đầu là 2 phép chia hết
và hai phép chia sau là phép chia có dư. Các con chúng ta kiểm tra lại kết quả của mình. Bạn nào chúng ta làm đúng rồi là chúng ta đã hoàn thành tốt bài tập. Bạn nào chúng ta làm mà có bài chưa đúng thì các con hãy kiểm tra lại và sửa lại cho đúng nhé. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta cùng theo dõi và kiểm tra bài tập số 3. Bài 3, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đây là một bài toán đổi đơn vị đo độ dài. Các con đã được học bảng đơn vị đo độ dài ở học kỳ 1. Để đổi được các đơn vị đo độ dài này thì các con chúng ta sẽ phải thuộc bảng đơn vị đo độ dài. Chúng ta đã học các đơn vị đo độ dài, đó là các đơn vị km, hectomet, decamet, mét, decimet, cm và mm. Các con chúng ta nhớ mối liên hệ của các đơn vị đo độ dài. Hai đơn vị đo độ dài liền kề thì hơn kém nhau 10 lần. Như vậy các con dựa vào cái mối liên hệ của 7 đơn vị đo độ dài đã học để các con chúng ta thực hiện đổi các đơn vị đo độ dài trong bài tập số 3 này. 7 decamet bằng chấm 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 mét. Chúng ta đổi 1 decamet sẽ bằng 10 mét, cho nên 7 decamet sẽ bằng 70 mét. 7 hectomet, 1 hectomet thì bằng 100 mét, cho nên 7 hectomet sẽ bằng 700 mét. 2 mét đổi ra decimet, 1 decimet sẽ bằng 10 decimet, vậy 2 mét sẽ bằng 20 decimet. 4 mét 5 cm đổi ra cm. Các con chúng ta đổi 4 mét ra cm. 4 mét sẽ bằng 400 cm. Cộng thêm 5 cm nữa, chúng ta sẽ được là 405 cm. 5 mét 4 decimet đổi ra decimet. 5 mét sẽ bằng 50 decimet. Thêm 4 decimet nữa sẽ bằng 54 decimet. 7 km 2 decamet bằng chấm 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 decamet. Chúng ta đổi 7 km ra decamet sẽ bằng 700 decamet. Thêm 2 decamet nữa, chúng ta sẽ được là 702 decamet. Như vậy, bài tập số 2 chúng ta vừa thực hiện ôn tập và củng cố lại bảng đơn vị đo độ dài và chúng ta đã đổi các đơn vị đo độ dài. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Bài 4, một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó. Đọc bài tập số 4 thì các con thấy đây là một bài toán về hình học. Và bài toán này cho chúng ta biết là một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140m, chiều rộng 60m. Bài toán hỏi chúng ta, bài toán yêu cầu chúng ta là tính chu vi thửa ruộng đó. Vậy thì các con chúng ta thấy được là đây là bài toán có liên quan đến chu vi hình chữ nhật. Và thửa ruộng này là thửa ruộng có hình chữ nhật, đã có chiều dài, đã có chiều rộng. Yêu cầu chúng ta tính chu vi thửa ruộng đó, có nghĩa là chúng ta tính chu vi của cái thửa ruộng hình chữ nhật. Chúng ta sẽ nhớ lại công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Vậy bài toán này để tính chu vi của thửa ruộng đó, có nghĩa là chúng ta sẽ tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là 140m và chiều rộng là 160m. Chúng ta sẽ vận dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật để chúng ta tính chu vi của thửa ruộng.
Bài toán này là bài toán có một lời giải và một phép tính. Các con dựa vào yêu cầu của bài để các con đặt lời giải. Chúng ta sẽ đặt lời giải như sau. Chu vi thửa ruộng đó là, chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Đó là 140 cộng với 60 nhân với 2 sẽ bằng 400 m. Tác số là 400 m. Vậy chu vi của thửa ruộng là 400 m. Chúng ta sẽ trình bày bài giải. Chú ý lời giải, chúng ta sẽ viết hoa chữ đầu của lời giải và cuối câu chúng ta sử dụng dấu 2 chấm. Vừa rồi thì cô giáo vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập các cái bài tập. Và mong rằng các con chúng ta nắm kiến thức và hiểu bài. Những bài nào mà các con chúng ta làm chưa đúng thì các con chúng ta hãy xem lại cái phần hướng dẫn của cô và chúng ta sửa lại cho đúng nhé. Chúc cho các con chúng ta có sức khỏe và hoàn thành thật là xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.